nhà đất Hằng Ni, chuyên bán nhà phố quận Gò Vấp và các quận trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Xin kính chào tất cả các anh chị khách hàng thân mến. Ngày hôm nay, Hằng Ni giới thiệu một căn nhà phố được gia chủ đầu tư không gian phòng khách cực kỳ chiêu luôn nè cả nhà. Đó, có hồ nuôi cá coi rồi không gian khu vực trồng cây trồng hoa rất là thông thoáng và mát mẻ luôn. Cả nhà mình đó mà ngồi đây mình đón khách, có khách đến chơi nhà nhâm nhi một ly trà, một ly cà phê, gia đình mình quay quần bên nhau, không gian tương đối thông thoáng và mát mẻ. Và đi xin mời khách hàng mình cùng em chúng ta di chuyển đến tham quan ngôi nhà nè. Và ngôi nhà hôm nay Hằng Ni giới thiệu tọa lạc ngay vị trí trục đường Phạm Văn Chiêu kết nối với khu ẩm thực đường Nguyễn Văn Khối thuộc phường 9 quận Gò Vấp nè cả nhà. Với vị trí này cả nhà mình có thể là di chuyển về ngã năm Gò Vấp khoảng 10 phút di chuyển cách sân bay Tân Sơn Nhất cũng như là quận Bình Thạnh Phú Nhuận chỉ từ 15 phút. Đó, một vị trí đường trải nhựa rộng 7m, hai chiếc xe ô tô, xe tải và xe ô tô chúng ta di chuyển dính nhau thoải mái. Với khu vực này chúng ta có thể là vừa ở mở văn phòng công ty, kinh doanh tiệm nail, tiệm tóc tại nhà cũng được. Đã được gia chủ mình trang bị hệ thống camera. Khu này có camera khu phố tương đối an ninh, an toàn khách hàng khi mà an cư sinh sống. Một vị trí dân cư xây dựng đồng bộ kết cấu chuẩn là một trệt một lửng ba lầu có ban công sân thượng bên trên nè cả nhà. Trải dài vào bên trong là một khu nhà xây dựng đồng bộ gồm 20 căn nữa. Đường xá lưu thông tương đối thông thoáng và thoải mái luôn. Với vị trí thuộc phường 9 quận Gò Vấp, cả nhà mình có thể là di chuyển ra trung tâm thương mại đi mua sắm, đi chợ. Ngay kế bên siêu thị Emart thuộc trục đường Phan Ích, phường 12, cách chỉ khoảng 7 phút di chuyển. Đó, cùng Hằng Ni chúng ta ngắm như là một lần nữa kiến trúc mặt tiền chính phía trước nè. Mẫu kiến trúc hiện đại, một trệt một lửng ba lầu có ban công sân thượng bên trên. Mỗi tầng gia chủ đều có chỗ ban công ra bên ngoài, vô cùng thông thoáng. Một cặp nhà phố, hôm nay em sẽ giới thiệu ngôi nhà này. Đây, ngôi nhà bên đây, những cái nhà phân khúc cho bán cho mỗi căn như vậy. Căn bên này là 8 tỷ 700 triệu đồng. Còn căn bên này là 7 tỷ 700 triệu đồng. Đa dạng diện tích để khách hàng mình lựa chọn luôn. Công năng sử dụng bên trong nhà thì tương đối giống nhau, chỉ khác diện tích thôi. Đó, nhà mình thuộc hướng chính theo hướng Tây, phù hợp khách hàng mình, có mà là Tây Tứ Trạch. Với diện tích chiều ngang là 4m, chiều sâu là 16m. Công năng sử dụng bên trong nhà rờm, phòng khách, phòng bếp, khu vực radar ô tô. Bên trên có tổng là 4 phòng ngủ. Và đặc biệt nhà mình đã được gia chủ đầu tư cho mình phòng xông hơi, phòng spa chăm sóc da, phòng thờ, ban công sân thượng đầy đủ luôn nha cả nhà. Đa dạng diện tích giá bán cho đại gia đình mình lựa chọn một căn nhà để an cư sinh sống. Tài khoản không gian khu vực tầng trệt, tầng lửng nè, được gia chủ mình ốp những cái tấm làm gỗ ngoài trời cũng như là ốp gạch cao lên trên luôn. Phía trước là mình có một khoảng sân có thể là trồng cây, trồng hoa tương đối thông thoáng và thoải mái. Và di chuyển vào không gian bên trong, được gia chủ trang bị cho mình gồm hai lớp cửa. Một lớp cửa sắt 4 cánh, bên trong thêm một lớp cửa nhôm sinh pha kính cường lực 10 ly nữa. Đó, nhà mình mà có mở văn phòng công ty với cả nhà thì phía trước này nè, mình đậu một hàng xe máy rồi thêm xe ô tô nữa tương đối thoải mái luôn. Và đặc biệt đó là ngôi nhà này, gia chủ có thiết kế cho mình một cái hồ cá coi để nuôi cá, trồng hoa, thông thoáng lắm. Và di chuyển vào không gian bên trong, tầng trệt được gia chủ trang bị cho mình phòng khách liên thông với khu vực radar ô tô, có thể đổ được xe ô tô 4 chỗ và chỗ xe bán tải tương đối thoải mái. Đó, một căn nhà thiết kế theo mẫu hiện đại. Bên dưới gạch của mình, gạch bún, gạch nhám, tông chủ đạo là màu xám 80-80. Hai phía bên thành tường được gia chủ mình ốp những tấm nhựa PVC, những cái lam dịch da gỗ nè cả nhà. Đó, tông là màu kem. Và liên thông di chuyển vào bên trong được gia chủ thiết kế cho mình. Toilet nằm ở giữa nhà, gia chủ mình ốp như cho mình những cái tấm lam gỗ nè cả nhà. Và di chuyển bậc cách sinh lão bệnh tử sinh, phong thủy tương đối tốt cho căn nhà phố này luôn. Gia chủ mình rất là chăm chút luôn á. Đó, toilet của mình nè, có bồn vệ sinh, lavabo đun sôi, gạch ốp cao phun trần luôn. Đây, ở đây là mình có một cái kệ tủ để giày dép, để nón bảo hiểm nè cả nhà. Gia chủ trang trí cho mình những cái viên gạch ốp trang trí, rồi giấy dán tường.
Đó, mảng tường khu vực này thông thẳng lên trên đó là ô cửa sổ giếng trời. Đẹp quá ha, cái nhà nhìn lên trên là cho nên những cái căn phòng phía sau á mình cho cái chỗ ban công nhẹ nhẹ ra, nhìn thông thoáng lắm luôn. Và em đang có mặt tại không gian khu vực phòng khách xây dựng lên tầng ngược phía sau, đã được gia chủ mình thiết kế hoàn thiện. Hằng này rất là tầm đắc của không gian khu vực phòng khách này luôn. Gia chủ mình thiết kế một không gian tương đối thoáng luôn cả nhà. Sofa, bàn trà, kệ tủ tivi. Và đặc biệt cái là ngồi đây mình tiếp khách nè, nhâm nhi một ly trà, một ly cà phê, đón khách đến chơi nhà. Thì nhìn thông tầng lên bên trên là có hệ thống đèn chùm rất là chill luôn á. Và đặc biệt cái là nhìn ra phía sau thì nuôi cá, trồng hoa. Đó, không gian này thì rất là chill luôn. Đó, có thác nước luôn nè cả nhà ơi. Đây, mát mẻ thông thoáng lắm, ngồi đây tiếp khách đó. Mình ngồi mình nhâm nhi một ly rượu cũng rất là hay luôn. Bên trên là gia chủ mình trồng cây nè, lên sáng trực tiếp và lượng gió trời lưu thông, đầy đủ ánh sáng tự nhiên cho căn nhà phố này. Và cùng em chúng ta ngắm là một lần nữa, em tiếp tục di chuyển lên không gian khu vực cái tầng bên trên cái nhà mình thường tham quan. Nhờ cái không gian khu vực phía sau này thoáng cho nên bên trên đó thì gia chủ mình có chỗ cửa sổ ra bên ngoài cả nhà. Nhà mình đầy đủ ánh sáng tự nhiên luôn, ngôi nhà này tương đối mát, nằm trong khu nhà xây dựng đồng bộ thuộc trục đường Phạm Văn Chiêu nữa chứ. Đó, ngang 4, chiều sâu là 16 mét nha cả nhà. Không gian khu vực bên trong là phòng khách của mình, gia chủ mình đó, cái hệ thống gạch hơi khác một tí là gạch bóng kiến 61m2, chống trầy chống trơn trượt. Mảng tường khu vực sofa của mình trải dài lên trên là gia chủ mình dán giấy dán tường á. Đó, còn bên đây là lớp cho mình những cái viên gạch nè, ít trang trí cho ngôi nhà, đẹp quá ha cả nhà. Và em di chuyển lên không gian khu vực tầng lửng bên trên để cả nhà mình cùng tham quan. Gia chủ dành thẳng riêng tầng lửng làm không gian bếp cho gia đình của mình an cư sinh sống luôn, sinh hoạt cho gia đình quá là thuận tiện. Bên dưới tiếp khách rồi bên trên mình nấu ăn. Nhìn ra phía trước nè, những căn nhà mà xây dựng là tầng như vậy á cả nhà, thì nhà mình có đậu ô tô bên trong nhà là khi mà mình ngồi bên trong nhìn ra ngoài là không có bị chắn cái tầm nhìn, vẫn thấy được khi mà có người đi ngang qua mình vẫn quan sát được luôn. Đó, thang bộ của mình được gia chủ ốp đá hoa cương, tay vịn bằng trụ gỗ lan can bằng sắt. Em đang có mặt tại không gian khu vực tầng lửng đã được gia chủ mình trang bị hoàn thiện. Khu vực bếp của mình có tủ rượu, tủ trưng bày, bộ bàn ăn 6 ghế, hệ tủ bếp trên, tủ bếp dưới, tủ lạnh lớn 2 cánh. Được gia chủ sử dụng cho mình nó toàn bộ là chất liệu gỗ an cường, có chống mới mọt, chống mẩm, bảo hành của thầy mình trong thời gian an cư sinh sống. Trong đó mình có máy hút mùi đầy đủ và hoàn thiện này cả nhà. Khu vực phòng ăn, khu vực bếp, gia chủ có thiết kế cho mình một cái ô cửa sổ mở ra bên ngoài, trồng cây, trồng hoa, những khung sắt bảo vệ tương đối kiên cố và chắc chắn. Đó, một không gian bếp đầy đủ nội thất luôn. Mấy chị, mấy cô thì tương đối thích cho khu vực này luôn nè. Nhà mình thuộc hướng chính là hướng Tây nha cả nhà, phù hợp khách hàng mình cứ mời là Tây Tứ Trạch. Và cùng hàng đi chúng ta tiếp tục di chuyển không gian khu vực cái tầng bên trên để tham quan ngôi nhà. Hệ thống bếp có đầy đủ các trang thiết bị rồi. Ngồi đây mình nấu ăn, nghe tiếng gốc gách bên dưới. Gia chủ mình có thiết kế cho mình có cái hồ nuôi cá coi á. Đó, ở đây là những cái tủ để rượu, tủ trưng bày nè, sử dụng cho mình là chất liệu gỗ an cường luôn. Nhìn lên bên trên thông tầng xuống bên dưới nè. Một ngôi nhà sổ hồng chính chủ công chứng mua bán trong ngày. Đó, nhìn thông tầng xuống bên dưới nha. Hệ thống đèn chùm nè cả nhà. Đây, tường đối thông thoáng và mát mẻ luôn cả nhà. Và di chuyển lên không gian khu vực lầu 1 bên trên, gia chủ thiết kế cho mình làm 2 phòng ngủ, nhà mình có tổng là 4 phòng ngủ. Xây dựng mẫu thiết kế hiện đại là tầng nè cả nhà. Đó, mỗi mảng tường khu vực của mình được gia chủ ốp cho mình ốp gạch cao lên trên luôn nè. Nhấn nhá làm điểm nhấn ngôi nhà này do kiến trúc sư Mai Đo thiết kế, trong chút tỉ mỉ từng ngóc ngách không gian bên trong. Và Hằng Ly đang có mặt tại không gian khu vực phòng ngủ đầu tiên nằm ở phía trước, đã được gia chủ mình thiết kế hoàn thiện. Chúng ta có toilet sử dụng riêng luôn nha cả nhà, có bồn vệ sinh, gương soi, lavabo, vòi tắm hoa sen, vách kính ngăn riêng, giá treo đồ, gạch ốp cao phun trần lên trên đúng cả nhà. Và một cái ô cửa sổ mở khu vực kiến trời, lúc nãy Hằng Ly có quay tại tầng trệt rồi đó. Không gian tương đối thông thoáng luôn. Và không gian phòng ngủ của mình nè, có giường ngủ, hay tủ tách đầu giường, bàn trang điểm. Bên trên là mình có hệ thống đèn chiếu sáng, rèm màn cửa. Gia chủ sử dụng cho mình toàn bộ chất liệu gỗ bên trong nhà là gỗ an cường. Bên dưới gạch là lót gạch da gỗ nha cả nhà. Đó, hệ thống rèm màn cửa ra ban công phía trước.
tương đối thông thoáng luôn. Ở đây để được một cái bàn trà nhỏ nhỏ, rồi nhâm nhi một ly trà cũng được luôn. Một ly trà, một ly cà phê. Phía trước là mình có vòi tưới nước luôn nha cả nhà, tưới cây, tưới hoa. Mảng từ khu vực giường ngủ được gia chủ mình ốp những tấm lam nhựa da gỗ nè, thêm những cái tấm nhựa PVC, những cái phiêu chỉ nhấn nhá làm điểm nhấn cho ngôi nhà. Còn khu vực bên này đó, mình có tủ quần áo đụng nóc lên trên luôn, kết hợp với kệ tủ tivi. Mỗi phòng như vậy đều có lắp cho mình máy lạnh cũng như là toilet sử dụng riêng. Vàng đi di chuyển tiếp tục, không gian khu vực phòng ngủ thứ hai nằm ở phía sau. Sinh lão bệnh tử sinh, phong thủy tương đối tốt luôn cả nhà. Đây phòng ngủ phía sau đó, ở giữa hai phòng ngủ của mình đó là không gian khu vực kiến trời. Lúc này Hằng đi có quay tại tầng trệt này nè, thông thẳng lên trên luôn, tương đối thông thoáng và thoải mái. Và không gian khu vực phòng ngủ thứ hai đã được gia chủ mình trang bị hoàn thiện. Chúng ta có giường ngủ nè, kệ tủ tivi, tủ quần áo bên trong phòng đó. Mảng tường của mình được gia chủ mình thiết kế có đèn led chiếu sáng âm vào bên trong, rồi ô cửa sổ, toilet sử dụng riêng luôn cả nhà. Toilet của mình thì cũng đầy đủ cái trang thiết bị và tấm hoa sen đứng lên ấp cao phun trần, bồn vệ sinh, lavabo đun sôi nè cả nhà. Đó, giá treo đồ đầy đủ và hoàn thiện, máy lạnh sử dụng riêng cho mỗi phòng luôn. Đây bên trong phòng của mình gia chủ thiết kế cho mình á là ốp gạch da gỗ nè, tủ quần áo cũng là chất liệu gỗ an cường luôn. Vàng đi di chuyển tiếp tục, không gian khu vực tầng tiếp theo để cả nhà mình cùng tham quan. Lầu thứ hai, phòng ngủ thứ ba, phòng ngủ thứ tư nha cả nhà. Khách hàng mình quan tâm ngôi nhà này hãy liên hệ cho Hằng Ly với số hotline hiển thị bên trên góc trái của màn hình. Em sẽ hỗ trợ cả nhà mình tham quan thực tế và sổ ngôi nhà và cho bán tốt nhất. Hoặc có là mình cần tìm nhà phố các quận như là quận 1, quận 3, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Gò Vấp, quận Tân Bình và những căn biệt thự các quận trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, hãy bấm vào kênh YouTube Nhà Đất Hằng Ly. Trên kênh của em có hơn 1.000 căn nhà, khách hàng mình lựa chọn ngay một căn nhà ưng ý nhất và cho bán hợp lý nhất. Và không gian khu vực phòng ngủ thứ ba nằm ở phía trước nè cả nhà, cũng được gia chủ mình thiết kế hoàn thiện. Diện tích giống nhau nhưng mà không gian bên trong thì hơi khác một tí. Đó, mình có giường ngủ nè, rồi bàn trang điểm, hệ tủ tách đầu giường, toilet sử dụng riêng cũng như là hệ thống tủ quần áo đụng nóc lên trên luôn. Đó, trải dài cả phía trước là khu vực ban công. Tầng nào phía trước cũng có ban công hết đó cả nhà ơi, rất là thông thoáng và mát mẻ. Đây, mở cửa ra không khí đối lưu ha. Khu nhà cao tầng thuộc phường 9. Trong bán kính 300m là mình có đầy đủ chợ, siêu thị, trường học và toilet sử dụng riêng bên trong. Đây, không gian khu vực toilet cũng tương đối rộng và thông thoáng luôn. Đó, cả nhà mình quan tâm ngôi nhà này, phân khúc giá bán 8 tỷ hơn, hãy liên hệ cho Hằng Ly với số hotline hiển thị bên trên góc trái của màn hình. Và cùng em chúng ta tiếp tục di chuyển không gian khu vực tầng tiếp theo nè cả nhà. Phòng phía trước thì mình vừa có ô cửa sổ kiến trời, vừa có ban công phía trước luôn á. Lại di chuyển tiếp tục, bậc cấp không gian khu vực phòng ngủ thứ tư. Đây, không gian khu vực kiến trời của mình nè, gia chủ mình rất là chăm chút luôn. Đó, có trồng cây, trồng hoa cả nhà, mát mẻ thông thoáng ha. Và phòng ngủ thứ tư nằm ở phía sau đã được gia chủ mình trang bị hoàn thiện, tương đối giống y chang tầng bên dưới luôn. Cũng là giường ngủ, rồi đầy đủ các trang thiết bị nội thất cao cấp bên trong, toilet sử dụng riêng cho căn phòng này. Cũng là vòi tắm hoa sen đứng nè, rồi lavabo đun sôi, giá treo đồ đầy đủ và hoàn thiện lắm đó nha. Đó, và di chuyển cái không gian bên ngoài, ngôi nhà này đã được gia chủ mình trang bị đầy đủ nội thất. Chúng ta mua về chỉ cần xách vali vào ở, và không thể thiếu là một không gian khu vực phòng xông hơi, an cư nghỉ dưỡng ngay chính ngôi nhà của mình, không cần đi đâu quá xa. Đó, đẹp ha cả nhà. Còn căn nhà cho kiến trúc sư may đo thiết kế, có bảo hành khách hàng mình trong thời gian an cư sinh sống. Và từ khoảng không gian khu vực lầu thứ ba nhìn lên trên, đó là gia chủ có thiết kế cho mình ô cửa kiến trời nè, để sáng cho ngôi nhà, đầy đủ ánh sáng tự nhiên luôn. Và mình sẽ có một cái không gian khu vực phòng xông hơi ngay chính ngôi nhà của mình, cùng Hằng để chúng ta di chuyển để tham quan. Phòng xông hơi, phòng spa chăm sóc da, di chuyển bậc cấp nha cả nhà. Sinh lão bệnh tử sinh. Đó, phòng phía sau nè, chiều quá ha. Một căn phòng nghỉ dưỡng cho đại gia đình của mình, không cần đi đâu quá xa. Phòng xông hơi đá nóng, rồi bồn tắm sục, bồn tắm nằm. Có trồng cây, trồng hoa nè,
bên dưới là những cái viên sỏi đá rất là chill luôn á. Đó, đẹp quá cả nhà ơi, mát mẻ thông thoáng lắm. Và khu vực không gian bên này là lavabo đun sôi nè, thông lên trên đó là những cái ô cửa kính lấy sáng lấy gió cho ngôi nhà. Đó, trải dài luôn, hệ thống đèn chiếu sáng. Cái này là tấm nhựa PVC như cả nhà. Còn xông hơi đá nóng ngay chính ngôi nhà của mình. Và các toilet sử dụng trên khu vực này đây nè cả nhà. Có nguồn vệ sinh và phía sau này là khu vực sân phơi để máy giặt, máy sấy để phơi quần áo. Cái chỗ đã thiết kế cho mình hoàn thiện và đầy đủ rồi. Đó, và không gian khu vực di chuyển ra phía trước, phòng thờ ông bà tổ tiên không thể bỏ qua rồi. Gia chủ có thiết kế cho mình bàn trà, ghế ngồi, một không gian rất là trang nghiêm luôn. Đó, tùy theo phong tục tập quán gia đình mình, phòng thờ ông bà tổ tiên có ban công phía trước, khu vực trồng cây trồng hoa. Đây, một cái bàn trà kèm ghế gỗ nữa cả nhà. Mảng tường thì gia chủ mình ốp những tấm lam gỗ đó. Và đặc biệt đó là không gian khu vực này nhìn vào bên trong nè. Ở đây là gia chủ thiết kế cho mình những cái ô cửa lấy sáng lấy gió nữa cả nhà. Được, cái lỗ này là lỗ thông gió đó, thông gió trực tiếp luôn. Đây, ngôi nhà này gia chủ mình rất là chăm chút luôn, tỉ mỉ từng ngóc ngách không gian bên trong ngôi nhà. Và mình sẽ có ban công di chuyển ra phía trước. Đây, ban công để được có một cái bàn trà kèm ghế ngồi nữa. Ra đây trồng cây trồng hoa, nhâm nhi một ly trà, một ly cà phê. Đó, view tương đối thông thoáng và mát mẻ luôn cả nhà. Nhìn ra khu nhà dân cư ở yên hữu, những căn nhà phố rồi những căn biệt thự mini phố. Gia chủ mình ở tương đối lâu đời rồi. Ngôi nhà này thì sổ hồng chính chủ công chứng mua bán trong ngày, sổ hồng xây dựng mới nha cả nhà. Đó, bên trên những khung sắt bảo vệ nè, rồi trồng cây. Gia chủ ngôi nhà này rất là nghệ thuật luôn, có trồng cây trồng hoa, rồi có nuôi cá nữa. Một không gian nhà tương đối mát luôn á. Và cả nhà mình quan tâm ngôi nhà này hãy liên hệ cho Hằng Ni. Và video của em đến đây cũng kết thúc rồi. Em Ni chân trân trọng cảm ơn khách hàng mình rất là nhiều luôn đón xem và ủng hộ cho em. Cũng như khi xem hãy nhớ cho em một lượt đăng ký kênh và đừng quên bấm bật thông báo để nhận video mới mỗi ngày. Và trước khi kết thúc video, Hằng Ni xin gửi lời cảm ơn một lời chúc đến đại gia đình của mình. Các cô chú anh chị luôn có sức khỏe, an yên và tràn đầy hạnh phúc. Và Hằng Ni xin hẹn cả nhà mình video tiếp theo nhé. Xin chào tạm biệt. Bye bye.